rồi nước vào thoải mái không ướt động cơ. Xin chào anh em, có rất nhiều anh em là muốn tôi chia sẻ xem là cái khác biệt giữa hai loại đầm góc, loại tốt như này và loại trung bình như thế này, thì bây giờ tôi so sánh cho anh em cùng xem nhá. Đầu tiên là so sánh về cái đế, anh em xem giúp tôi, cái đế này dày 3 ly nhá. Cái mặt đế này là dày 3 ly này, còn cái này chỉ dày có 2 ly thôi. Đấy, anh em nhìn thấy độ hở này chưa? Ví dụ như là cái đồ này, cái này nhá, anh em thấy không? Đúng không? Còn cái này thì sao? Rất là khít, rất là khít luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ hai thì anh em thấy cái loại thường này này, nó chỉ có một cái tấm nẹp sắt này thôi. Cái này thì khoảng 1 ly rưỡi này. Đây anh em này, còn đây thì sao? Anh em thấy chưa? Đúng không? Đây chỉ là gỗ thôi nhá. Đây, đây chỉ gỗ. Còn bên này, cái này tốt hơn. Cái này tốt hơn. Đầu, cái mũ này, mũ ốc đó khác rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy mũ ốc chưa? Cái mũ ốc bên này khác biệt chưa? Đúng không? Đấy, còn đây nhá. Này, đây là sắt anh em nhá. Sắt nhá. Sắt đây này. Đấy, sắt đây, chứ không phải là gỗ đâu. Cả một cái tấm sắt này luôn này. Đấy, đây là cái bàn đế tốt nhá. Còn gỗ ấy, này. Gỗ ấy. Anh em nhìn thấy cái tấm gỗ này này, gỗ lệ này này. Anh em nhìn hai cái đường bên cạnh nhá. Cái này thì rất là sắc. Đây ôm này. Cái đế nó ôm đến đây luôn. Cái đế này nó ôm đến đây luôn. Gỗ rất là gọn gàng. Chắc chắn, còn con này thì không thể bằng được. Đấy, cái đế này không thể bằng được. Đấy, không thể bằng được. Mặc dù nó cũng có hôm đây anh em nhìn này. Tiền nào của đấy thôi, đúng không? Còn cái này xem. Này. Rất là khít luôn. Thấy không? Đấy, cái điểm G này không tránh được. Cái kia cũng không tránh được, nhưng cái này thì nó rộng đến tận khoảng 6 phân. Anh em nhìn thấy cái điểm này chưa? Đây. Anh em nhìn thấy không? Ra đây, 6 phân nhá. Từ đây đấy, đây khoảng 6 phân. Còn cái này nó chỉ vẹn vẹn có 1 phân mấy thôi. Đấy, đây là cái đế khác nhau rồi đúng không? Sau đó là cái chân này là. Anh em nhìn cái chân này chưa? Cái chân này khác nhau nhá. Đây, một con là chân tròn này. Còn một con là chân vuông này. Rất là chắc chắn. Đấy, cái chân này khác nhau nhá. Đó. Cái thứ ba nữa là về cái ủng. Anh em nhìn thấy cái ủng này chưa? Ủng này độ đàn hồi rất là kém. Còn cái này thì sao? Chất này cơ mà. Mềm mại này cơ mà. À, anh em thấy không? Đấy, cao su này nó chuẩn hơn nhá. Đây là về cái ủng đầm. Cái ủng đầm này cũng rất quan trọng anh em ạ. Anh em lưu ý cái ủng đầm này cũng rất là đắt tiền. Đấy. Cái thứ ba là về cái bộ khung này. Cái bộ khung này thì cũng không nói nhiều làm gì, bởi vì là bộ khung này nó chỉ là cái hộp nhông thôi, hộp nhông bánh răng thôi. Nó tốt hay không thì phải dùng qua thì mới biết được. Chứ còn nếu như mà so sánh thông thường này thì không thể biết được đâu anh em ạ. Ở bên trong này hộp là bộ bánh răng, nó già hay nó lon hay nó bị hỏng bánh răng hay không ấy thì là do bên trong này cơ. Vì vậy cho nên là để mà mở ra mà chia sẻ thì thực sự là nhìn không thì không nói được điều gì đâu. Và tiếp theo đó là cái cao su anh em nhá. Đây là anh em nhìn được cái cao su này, bộ đàn hồi của cao su này. Bộ đàn hồi cao su này. Cái cao su này nhìn nó rất là bóng. Nó chuẩn cao su. Đấy. Độ đàn hồi rất là cao. Còn cao su cái rẻ hơn thì rất là cứng anh em nhá. Nó sẽ cứng hơn rất nhiều, mà đồng nghĩa là cao su này được pha rất là nhiều. Đó, tiếp theo đó là về cái tay cầm. Cái tay cầm này thì nó độ dày của nó, cái này nó dày 3 ly cơ. Còn cái này chỉ dày 2 ly thôi. Cái thường này hàn luôn vào tay. Còn cái tốt này, cái tốt anh em thấy không? Nó xuyên qua tay và bắt ở ốc này vào. Đấy. Rất là chất luôn nhá. Đúng không? Tiếp theo đó là cái bộ bảo vệ này này. Bộ bảo vệ này cũng là dày 2 ly. 2 ly anh em ạ. Cái độ dày của nó thì rất là chắc chắn. Bởi vì tại sao lại phải làm cái bộ bảo vệ này? Thì khi mà chúng ta hoạt động ở ngoài trời mưa ấy, trời nắng hoặc trời mưa đi, cả nắng cả mưa luôn, nó sẽ che đi rất là ổn luôn. Anh em ngồi lên đây thoải mái luôn. Ngồi lên thoải mái, nó dày 2 ly mà rất là chắc. Và khi mà chúng ta dội nước vào đây ấy, ngoài trời mưa thì chúng ta không sợ. Rồi nước vào thoải mái nhá. Rồi nước vào thoải mái không ướt động cơ. Vì vậy cho nên là khi anh em sử dụng ngoài trời, trời mà ẩm mà mưa thì anh em sử dụng thoải mái. Tiếp theo đó là về cái công tắc anh em ạ. Công tắc rất là chất nhá. Kết nối an toàn nhá. Kết nối đây.
cái ổ cắm này là ổ cắm IP44 cơ anh em ạ. Có nghĩa là IP44 là anh em dội nước lên thoải mái nhá. IP44 thì thoải mái về dội nước nhá, thoải mái. Còn cái này thì không thể được, cái này dội là tèo. Đấy, công tắc các thứ là dội lên là tèo. Đấy là về công tắc. Còn về động cơ, động cơ thì sao ạ? Anh em là nhìn cái động cơ đây nào. Đây, anh em nhìn động cơ này, nó rất là ổn luôn, nhìn nó khôn, chắc chắn. Từ ốc ác các thứ nó rất là chắc chắn, anh em thấy không? Này, đúng không? Còn lại rẻ hơn, ngay kể cả cái ốp này nhá, nó cũng rất là dày dặn nhá anh em nhá. Ốp cánh quạt này. Còn lại thông thường thì đây, loại thông thường thì nó rất là mỏng manh. Và sơn thì chất lượng sơn thì nó cũng không thể đạt yêu cầu được. Đây là loại thông thường anh em nhá. Loại thông thường nó như này. Đấy là về động cơ. Còn về hình dáng bên ngoài thì không nói làm gì rồi, khác biệt nhau hoàn toàn, đúng không anh em? Ngay kể cả cái phần rắc cắm này nó đã khác nhau rồi. Thì nhìn cái rắc cắm này nó chất như này cơ mà. À. Rồi, bây giờ đến lượt em này đi. Đấy, xoay này, thấy không? Rồi, vút đi. Anh em thấy ấy, về hai cái đầm này khi mà chúng tôi chạy và tôi bỏ tay ra nhá, bỏ hết tay ra thì cái con đầm thông thường này ấy, cái công tắc này thì không nói làm gì rồi, bởi vì tôi chưa bắt vào hết cơ, tôi chưa bắt chặt vào. Con đầm thông thường này nó sẽ quay vòng tròn, còn con này thì nó sẽ tịnh tiến đi đằng trước. Độ chuẩn xác của nó còn bao gồm cả cái phần cảm nhận về máy đầm. Bởi vì tại sao lại như thế? Khi mà chúng ta cầm cái đầm ấy, chúng ta lái nó dễ dàng và nó không bị phản lực vào tay ấy, thì đấy là một cái thành công lớn của một cái đầm. Tránh cái trường hợp là anh em mình chỉ đầm khoảng 15-20 phút tay đã mỏi nhừ rồi, thì con đầm này thì chắc chắn rồi, không tránh được điều đấy anh em ạ. Được không anh em?